Bài 15 tính. À, chúng ta nhìn ở đây cô có các bông hoa đúng chưa ạ? Vậy thì các bông hoa này sẽ cần phải tương ứng với các số ở trong phép tính. Trước tiên này, cô có 4. 4 ở đây sẽ tương ứng với 4 bông hoa màu hồng đúng chưa ạ? Cộng với 3. 3 này sẽ tương ứng với 3 bông hoa màu vàng. Và 2 cộng với 2 sẽ tương ứng với 2 bông hoa màu tím. Như vậy phép tính này khi cô cộng với nhau 4 cộng 3 cộng 2 và kết quả của phép tính này sẽ chính là số lượng bông hoa ở trên thanh này. Đúng chưa ạ? Vậy thì chúng ta cùng thử nhé. Cô sẽ đếm này. Số lượng bông hoa trước cô có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bông hoa. Chúng ta cùng thực hiện phép tính xem là kết quả phép tính này có bằng 9 không nhé. Để thực hiện phép tính nếu như có hai phép cộng như vậy thì cô sẽ thực hiện phép tính từ trái qua phải. Các con nhớ nhé. Nếu trong phép tính có các phép cộng, cô sẽ thực hiện phép tính từ bên trái qua bên phải. Cô thực hiện như sau. Trước tiên 4 cộng 3 bằng 7. Sau đó cô sẽ lấy 7 cộng tiếp với 2 bằng 9. Như vậy là phép tính này có kết quả bằng 9. Và tương ứng với 9 bông hoa, đúng chưa ạ? Vậy thì cô nói là số lượng bông hoa ở trên thanh này sẽ bằng kết quả của phép tính, đúng chưa ạ? Hay cô nói cách khác, kết quả của phép tính này sẽ bằng với số lượng của bông hoa này. Các con có thể đếm, nhưng nếu như quá nhiều thì chúng ta sẽ đếm rất lâu, đúng chưa ạ? Cách nhanh hơn chúng ta sẽ là đi cộng, thực hiện các phép tính để tìm ra kết quả tương ứng với số lượng hoa nhé. Chúng ta cùng chuyển sang phép tính tiếp theo. 1 cộng 3 cộng 1. 1 cộng 3 bằng 4. 4 cộng 1 bằng 5. Như vậy là thanh có 5 bông hoa. Tiếp theo, phép tính 1 cộng 5 cộng 2. Vậy thì 1 cộng 5 bằng 6. Cô viết 6. 6 cô cộng cho 2 thì bằng 8. Cô viết 8. Phép tính bên cạnh 3 cộng 2 bằng 5. Tiếp theo 5 sẽ cộng với 3 để bằng 8. Như vậy là cô đã hướng dẫn các con thực hiện các phép tính trong bài này rồi. Chúng mình sẽ thực hiện các phép tính sau tương tự như cách làm mà cô đã hướng dẫn nhé. Và cùng so sánh đáp án của cô với kết quả bài của các con làm. Xem là chỗ nào mình sai thì mình sửa lại nhé. Và đây là đáp án của cô. Như vậy là cô đã hướng dẫn các con hoàn thành xong bài số 15. Và chúng ta chuyển sang bài toán tiếp theo nhé. Bài số 16 tính. Ở đây thì chúng ta sẽ không có những hình ảnh bông hoa nữa. Ở đây chúng ta sẽ chỉ thực hiện các phép tính thôi, đúng chưa ạ? Ở đây cô có tất cả phép tính đều có hai phép cộng. Như vậy thì chúng ta sẽ thực hiện từ trái sang phải. Chúng ta cùng thực hiện các phép tính với cô như sau. Phép tính đầu tiên là 2 cộng 5 cộng 3. Vậy cô có 2 cộng 5 bằng 7. 7 cộng 3 bằng 10. Cô viết 10. 7 cộng 2 bằng 9. 9 cộng 1 bằng 10. 4 cộng 3 bằng 7. 7 cộng 1 bằng 8. Như vậy là để thực hiện được bài toán này một cách đúng và nhanh nhất thì chúng ta cần phải học thuộc bảng cộng trong phạm vi 10 các con nhé. Chúng ta chuyển sang các phép tính tiếp theo này. 2 cộng 2 cộng 6. 2 cộng 2 bằng 4. Cộng 6 bằng 10. 3 cộng 3 bằng 6. 6 cộng 4 bằng 10.
Tiếp theo, 2 cộng 6 bằng 8, cộng 1 sẽ bằng 9. Chúng ta cùng chuyển sang câu ở cột 3 nhé. Cô có phép tính 1 cộng 4 cộng 5. 1 cộng 4 bằng 5, cộng 5 bằng 10. 2 cộng 4 bằng 6, cộng 3 bằng 9. Như vậy, tương tự với các câu khác thì chúng ta sẽ thực hiện như cách cô vừa hướng dẫn nhé. Và đây là kết quả của các phép tính. Chúng ta cùng quan sát để kiểm tra xem là mình làm đúng hết chưa? Hay là mình đã làm sai câu nào? Và sửa lại bài của mình nhé. Trong các phép tính ở đây sẽ có hai phép tính là nâng cao, và chúng ta cùng quan sát cách làm của cô như sau nhé. Cô vẫn thực hiện như một phép tính bình thường. Trước tiên là một phép tính 1 cộng 8 cộng 3. 1 cộng 8 cô thực hiện phép tính bằng 9. 9 cộng 3 chúng ta có thể sử dụng cách đếm thêm hoặc là vẽ dấu tròn, đúng chưa ạ? Như ở đây nếu như đếm thêm thì cô sẽ đếm như sau này. 9 cộng 3, ở đây là 9 nhé. Cộng với 3 cô sẽ cộng như sau. Cô sẽ giơ 3 ngón tay lên để đếm này. 9, 10, 11, 12. Như vậy kết quả của phép tính này sẽ là 12. Câu tiếp theo chính là câu phép tính 1 cộng 7 cộng 3. Cô có 1 cộng 7 bằng 8. 8 cộng với 3, cô sẽ đếm thêm như sau. Cộng với 3, vậy cô sẽ giơ 3 ngón tay, cô cộng này. 8, 9, 10 và 11. Như vậy, kết quả của phép tính sẽ bằng 11. Các con có thể dừng video lại để kiểm tra các đáp án của mình nhé. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài số 16. Bài số 17 thì chúng ta cũng làm tương tự như bài số 16, đúng chưa ạ? Và so sánh kết quả với cô, xem là chúng mình đã làm chính xác các câu hỏi chưa nhé. Đây sẽ là kết quả của bài số 17. Chúng ta cùng chuyển sang bài số 18 nhé. Bài 18 số đối với bài toán này thì chúng ta cũng có các phép tính, nhưng điều khác ở đây là gì ạ? Chúng ta sẽ cần phải đi hoàn thiện phép tính như sau. Ví dụ, phép tính đầu tiên cô có 4 cộng ô trống bằng 6. Vậy thì phép tính 4 cộng mấy để bằng 6? Chúng ta hãy cùng nhớ lại xem là phép tính có kết quả bằng 6. Và đáp án sẽ là 4 cộng 2 bằng 6. Như vậy ở đây cô sẽ cần phải điền số 2. Vậy thì để làm được bài toán này thì chắc chắn chúng ta sẽ cần phải ghi nhớ các phép tính trong phạm vi 10, đúng chưa? Nhất ở đây chúng ta đang ôn về phép cộng. Như vậy thì các con hãy nhớ là cần ghi nhớ, học thuộc các phép tính trong phạm vi 10 nhé. Các câu tiếp theo cô sẽ làm tương tự như vậy. Phép tính 1 cộng ô trống bằng 4. Vậy 1 cộng 3 bằng 4. Cô điền số 3. 2 cộng mấy bằng 7. Cô có phép tính 2 cộng 5 bằng 7. Như vậy cô sẽ ghi số 5. Tiếp theo này, 5 cộng ô trống bằng 8. Vậy thì cô có phép tính 5 cộng 3 bằng 8. Và số 3 sẽ thích hợp để điền vào ô trống. Tiếp theo, 1 cộng 6 bằng 7. Cô điền số 6. 7 cộng 2 bằng 9. Cô viết số 2. 1 cộng
2 bằng 3. Cô viết số 2 nhé. 8 cộng 1 bằng 9. Như vậy ở đây sẽ là 1. 6 cộng 2 bằng 8. Vậy cô viết số 2. 5 cộng 2 bằng 7. 4 cộng 1 bằng 5. 3 cộng 3 bằng 6. Tương tự như vậy, chúng ta hãy thực hiện các phép tính bên dưới, điền số thích hợp với các phép tính nhé. Và so sánh kết quả với của cô, xem là các con đã làm sai chỗ nào và chúng ta sửa lại nhé. Còn chỗ nào mà đúng thì chúng ta sẽ ghi đờ để chữa bài. Và đây là đáp án của các câu sau. Chúng ta cùng quan sát và kiểm tra xem bài của mình đã làm chính xác chưa nhé. Như vậy là cô đã hướng dẫn các con hoàn thành bài số 18. Chúng mình chuyển sang bài số 19. Bài 19, số hỏi chấm. Đối với bài tập này thì chúng ta thấy là tương tự như bài số 18 đúng không ạ? Chúng ta có thể so sánh được. Khác nhau giữa hai bài này chính là chúng ta cần phải đi tìm số để điền vào các số ở giữa, đúng chưa ạ? Còn bây giờ chúng ta sẽ cần đi tìm số để điền vào các số ở vị trí đứng đầu trong phép tính. Như vậy thì cô lại tiếp tục sử dụng các phép tính trong bảng cộng phạm vi 10 để hoàn thiện các phép tính này như sau. Ô chấm cộng 2 bằng 4. Vậy số nào cộng với 2 để bằng 4? Cô có là số 2. 2 cộng 2 bằng 4. Như vậy cô sẽ điền số 2 vào ô chấm. Tiếp theo, ô chấm cộng 3 bằng 6. Vậy thì cô có phép tính là 3 cộng 3 bằng 6. Vậy thì tương ứng với số 3. Cô điền vào ô chấm. Câu tiếp theo, ô chấm cộng 2 bằng 8. Ô chấm sẽ là số mấy ạ? Cô có phép tính 6 cộng 2 bằng 8. Vậy cô sẽ điền ô chấm sẽ là số 6 nhé. Tương tự như vậy, cô sẽ thực hiện các phép tính. Tương tự như vậy, cô sẽ thực hiện đi tìm các số ở các cột tiếp theo. Phép tính ô chấm cộng 1 bằng 9, cô điền số 8. 8 cộng 1 bằng 9. Tiếp theo là 3 cộng 2 bằng 5, 2 cộng 4 bằng 6, 1 cộng 4 bằng 9, 5 cộng 2 bằng 7, 1 cộng 5 bằng 6, 6 cộng 3 bằng 9 này, 4 cộng 2 bằng 6 và 3 cộng 4 bằng 7. Với cách làm này, chúng ta hãy thực hiện cho cô các câu hỏi của phần tiếp theo nhé. Và đây là kết quả các bài tập ở dưới. Các con có thể quan sát và so sánh nhé. Như vậy là cô đã hướng dẫn các con hoàn thiện xong bài số 19. Chúng ta chuyển sang bài số 20. Cũng là bài cuối cùng trong chuyên đề phép cộng trong phạm vi 10. Chúng mình cùng quan sát. Bài 20 số. Ở đây thì chúng ta vẫn là điền số vào các phép tính, đúng chưa ạ? Nhưng ở đây chúng ta là có một phép tính, có hai phép cộng, đúng chưa ạ? Vậy thì để thực hiện được bài tập này, cô sẽ thực hiện các phép cộng này như sau này. Để tìm số thích hợp, điền vào ô chấm, cô thực hiện như sau. 3 cộng 1 cộng ô chấm bằng 5. Vậy thì cô sẽ thực hiện phép tính từ trái sang phải như bình thường nhé. 3 cộng 1 bằng 4. Vậy thì khi này cô sẽ lấy 4 cộng với số thích
Kết hợp điền vào ô trống và cộng với 5. Đúng. Vậy lúc này cô sẽ có như sau này. 4 cộng ô trống bằng 5. Cô viết ra nháp như sau. Vậy thì sau khi đưa về 4 cộng ô trống bằng 5 thì chúng ta thấy là giống với các phép tính trong bài số 18, đúng chưa ạ? Vậy thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. Cô có 4 cộng 1 bằng 8. Vậy số thích hợp điền vào ô trống sẽ là số 1, cô điền 1. Tương tự này, 4 cộng 2 cộng ô trống bằng 8. 4 cộng 2 bằng 6. Vậy thì 6 cộng với mấy để bằng 8 ạ? Cô có 6 cộng 2 bằng 8. Thì vậy số thích hợp điền vào ô trống sẽ là 2. Tiếp theo, 5 cộng 2 bằng 7. Cô viết 7. Vậy thì 7 cộng ô trống bằng 9. Số thích hợp điền vào ô trống sẽ là 2. Vì cô có phép tính 7 cộng 2 bằng 9. Tiếp theo, chúng ta chuyển sang cột màu xanh nhé. 1 cộng 6 cộng ô trống bằng 7. Vậy 1 cộng 6 bằng 7. Cộng với ô trống mà bằng 7. Vậy thì số nào sẽ thích hợp điền vào ô trống này ạ? Số 0. Bởi vì cộng với 0 thì sẽ bằng chính nó. 7 cộng 0 bằng 7. 1 cộng 2 bằng 3. 3 cộng ô trống bằng 9. Vậy 3 cộng 6 bằng 9. Tiếp theo, 1 cộng 1 cộng ô trống bằng 8. 1 cộng 1 bằng 2. 2 cộng ô trống bằng 8. Vậy thì 2 cộng với 6 bằng 8 nhé. Và chúng ta chuyển sang cột màu hồng. 5 cộng 1 cộng ô trống bằng 8. 5 cộng 1 bằng 6. 6 cộng ô trống bằng 8. Vậy thì 6 cộng với 2 bằng 8. Cô điền số 2. 3 cộng 1 cộng ô trống bằng 8. 3 cộng 1 bằng 4. 4 cộng ô trống bằng 8. Vậy phép tính của cô sẽ là 4 cộng 4 bằng 8 nhé. 1 cộng 2 cộng ô trống bằng 7. 1 cộng 2 bằng 3. 3 cộng 4 bằng 7. Cô điền số 4. Vậy thì các con hãy hoàn thiện các bài tập này theo cách cô đã hướng dẫn và cùng so sánh đáp án với cô. Đây là đáp án của cô. Các con có thể dừng lại video một vài phút để chúng ta có thể kiểm tra đáp án một cách kỹ càng nhất nhé. Như vậy là cô đã hướng dẫn các con hoàn thành xong chuyên đề phép cộng trong phạm vi 10 này rồi. Và hẹn gặp lại các con ở những video chữa bài tập của các chuyên đề tiếp theo nhé.